Theo người bán thì tôm sú khổng lồ là tôm sú quảng canh sống tự nhiên không ăn thức ăn công nghiệp tại các đầm hồ ở Cà Mau bến Tre. Tôm sống tự nhiên trong vùng đầm ngập mặn tự tìm kiếm thức ăn nên ăn cực ngon và dai thịt. Những con tôm lớn thường phải mất từ 1 đến 3 năm mới đạt được trọng lượng 100 đến 200 g. Mỗi lần đánh bắt số lượng sai to không nhiều. Tôm càng to thì giá càng đắt. Thay vì giá gần cả triệu đồng như trước thì hiện nay giá bán tôm sú loại 10 đến 12 con thì giá là 490.000 đồng 1 kg, loại 7 đến 8 con là hơn 500.000 đồng 1 kg. Tôm sai khủng luôn được khách săn lùng nên hàng về thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh tới đâu hết tới đó không đủ để bán. Năm 2020, nhiều tỉnh miền Trung tăng trưởng kinh tế âm như Đà Nẵng thu ngân sách đạt 70% kế hoạch, tỉnh Khánh Hòa kinh tế suy giảm sau nhiều năm nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam giảm chỉ bằng 92,8% so với năm 2019. Đại dịch Covid-19 và các đợt thiên tai đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của nhiều tỉnh miền Trung. Dịch bệnh đã làm đình trệ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một số ngành lĩnh vực sản xuất phải tạm ngừng. Sản xuất công nghiệp chịu nhiều ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng bị đứt gãy, mức tiêu thụ giảm, lượng khách đến tham quan và lưu trú giảm mạnh. Khu tái định cư Lộc An Bình Sơn là hạng mục quan trọng trong dự án bồi thường giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành do Ban quản lý dự án tỉnh Đồng Nai thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Khu tái định cư có diện tích là 280 ha được bố trí hơn 5.000 lô tái định cư đáp ứng chỗ cho người dân bị ảnh hưởng trong tổng dự án sân bay quốc tế Long Thành. Để đảm bảo tiến độ của dự án sân bay Long Thành, việc xây dựng khu tái định cư là đặc biệt quan trọng. Ngày 4 tháng 12 thì 94 hộ dân đầu tiên chịu ảnh hưởng của dự án sân bay Long Thành đã được bốc thăm xuất đất trong khu tái định cư Lộc An Bình Sơn.